chào các bác, hôm nay em xin phép review cho các bác một bộ cam đáy bóc mới mà bên cam lớp bên em mới về quá nhá. Thì bộ cam đáy bóc nó hình vuông như này này. Đấy, mặt kính nhá, rất là nhỏ gọn và đẹp luôn. Đấy là so với một chiếc iPhone thì nó bằng đúng lửa của iPhone luôn các bạn. Đấy nên là các số các xe mà dùng mẹt đi này rất là tiện nhá. Nút vừa cái hộp mà để bóc. Đấy, rất là nhỏ gọn. Đây là cái thiết bị của nó này. Các bác có thể thấy là đây là nó sẽ phân chia có ghi cả hai gắn SIM này và cái gắn thẻ nhớ này, ES này. Nó nằm tách biệt hai bên chứ không nằm cùng một bên nữa. Đấy. Thiết bị thì rất là nhỏ gọn. Cấu hình của nó thì đa phần bây giờ hiện tại đều là dùng cấu hình RAM 4, ROM 6 GB các bác nhé. Tại em đang cắm cho một con căn rồi. Đây là cái giao diện hoàn toàn khi mà bên em đã cắm và hoàn thiện lên này. Các bác có thể bấm vào chế độ giao diện về zin này. Đấy này. Hoặc là các bác có thể chia nhỏ nó ra ở nhiều cái khía cạnh nhỏ hơn này. Đấy. Các bác nhìn này, bấm vào đây này. Đấy. Nhưng con này thì màu sắc rất là đẹp luôn. Đấy. Ngoài ra các bác có thể tùy chỉnh thay đổi cái màu nền nhé. Nếu các bác muốn đổi cái màu nền thì các bác bấm vào đây giúp em để có thể thư viện này. Ở đây có các cái màu nền mà các bác có thể thay đổi. Ví dụ các bác chỉ cần màu này bấm vào đây này giúp em nhé. Và em bấm vào đây đặt nào này. Đặt ở đây giúp em. Thì như này nó sẽ giữ cái này làm hình nền các bác này. Em trở về này. Thì đây nhé. Đã chuyển màu nền cho các bác này. Đấy, hoặc là tùy theo cái màu sắc mà các bác có cái nhu cầu mà bác chọn làm màu nền. Đấy, thì em thấy màu này cũng khá là ok. Chọn màu này. Đấy, làm giao diện nền. Okay. Thì như vậy là đây là cái giao diện màu sắc của các bác này. Đấy, hiện tại thiết bị của bên em thì đã có cài sẵn cả cái Vietmark F1 chính hãng này. Một chiếc bản quyền nhé. Các bác có thể làm dụng em về nó. Độ giới hạn 50 km/h. Các bác có thể thấy là cái dòng nói được ở đây. Canivo này màn hình rất là rộng này, rất là to rõ ràng. Và đặc biệt là cái dòng này thì có hỗ trợ cái điều khiển giọng nói thông minh. Đấy. Sử dụng Viva này các bác có thể. Mở video con đường xưa em đi. Đang mở con đường xưa em đi trên YouTube. Cái phần mềm giọng nói chính là phần mềm giọng nói Kiki của Zalo nhé. Mở video nhạc sàn đi. Mở video nhạc sàn. Đang mở nhạc sàn trên YouTube. Đây. Mở nhạc Tuấn Hưng này. Mở video nhạc Tuấn Hưng. Đang mở nhạc Tuấn Hưng trên YouTube. Thì ngay lập tức ra Tuấn Hưng. Đấy. Còn các bác muốn dự báo thời tiết là muốn kiểm tra thời tiết hôm nay như thế nào thì các bác bấm. Nhiệt độ hôm nay như thế nào? Thời tiết ở Đông Đa, Hà Nội chiều nay được dự báo là mây đen u ám, nhiệt độ thấp nhất chắc là 24 độ C, nhiệt độ cao nhất là 29 độ C. Các thứ đầy đủ hết. Các bác có thể là tùy chỉnh là dẫn đường nhá, dẫn đường đến nơi đi. Dẫn đường tới Hồ Hoàn Kiếm bằng Vietmark. Có Vietmark rồi, cái. Đang chỉ đường đến Hồ Hoàn Kiếm trên ứng dụng Vietmark. Ra ngay. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Đó. Là ok thôi nhé. Các bác muốn thoát vui vẻ dưới này thôi. Thì đây em sẽ sẽ qua cho các bác cái phần mềm đây, cái tốc độ GPS có thiết bị một số bác rất là quan tâm này. Thì cái dòng thiết bị này cho cái chất lượng GPS rất là tốt các bác nhá. Đấy, nó lên luôn, full luôn. Đấy, đó là ở đây thì nó có các cái mục như này để các bác có thể là chia đôi.
như này là chia đôi anh ạ. Đấy, ví dụ như là anh đang okay. Đấy, như này là ví dụ mình bên này như đấy chia đôi luôn. Quan trọng nhất là giữ zin toàn bộ các cái tính năng zin của xe. Đấy, không động chạm. Đấy, connect trực tiếp và rất là đơn giản. Chỉ bằng thao tác cắm một cái cổng USB như vậy thôi. Đấy. Thiết bị này thì các bác hoàn toàn có thể là mua về và tự động đặt. Bên em sẽ cài trực tiếp tất cả những cái phần mềm ứng dụng sẵn có sẵn trên cái thiết bị CarPlay Box này cho các bác. Các bác chỉ cần mua về và lắp đặt và cài đặt thôi. Còn nếu các bạn ở Hà Nội, các bác có thể ghé qua cửa hàng CarPlay bên em, hoặc là bên em sẽ qua hỗ trợ các bác tận nơi cắm và hoàn thiện trực tiếp cho các bác. Đấy, khi các bác bật này hoàn toàn này, chuyển sang các cái chế độ mà theo zin này, hoặc là chuyển sang chế độ CarPlay này, rất là đơn giản. Đấy, các bác đổi xe, chuyển xe này, có thể cắm cục này sang một cái xe khác của mình nhé. Đấy, nó có cái điều rất tiện lợi như thế. Hoàn toàn là giữ zin toàn 100%, không có cắt chích và đấu lối gì cả. Đấy, chỉ cần cắm con nách USB như vậy thôi. Đấy, các bác đã có thể chuyển từ cái một cái màn hình zin sang một cái hệ điều hành Android, sử dụng như một chiếc màn hình Android thông minh luôn. Đấy, các bác có thể cài ứng dụng qua cassette play. Đấy, trực tiếp lên đây. Đấy, rất là đơn giản. Các bác đặt hàng có thể liên hệ trực tiếp qua hotline của bên em là 0869676 hoặc 0956306261. Các bác có thể đặt hàng bên em và ship hàng. Sản phẩm thì được bảo hành chính hãng 12 tháng các bác nhé. Các bác hoàn toàn yên tâm, sản phẩm bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Các bác thấy video hay, có thể cho em xin một like và đăng ký kênh. Các bác có cần hỗ trợ gì thì các bác hãy comment, bọn em phải giải đáp cho các bác nhé. Vâng, em chào các bác.